kính chào quý vị và các bạn. Sang tuần ở Trung Bộ về chiều tối thì mưa ít hẳn, ban ngày sẽ có nắng nóng. Còn Tây Nguyên thì đã qua giai đoạn mưa nhiều. Dự báo là đêm nay và ngày mai thì ở khu vực Tây Nguyên vẫn còn mưa nhưng chủ yếu là với lượng nhỏ, số điểm mưa to trên 100mm chỉ còn xảy ra cục bộ. Tuy nhiên nguy cơ sạt lở đất thì vẫn cao vì nền đất đá đang bão hòa sau đợt mưa lớn vừa rồi. Tại thành phố Đà Lạt dự báo trong 7 ngày tới thì có ngày mai cũng như là ngày thứ 5 tuần sau là có mưa về chiều, còn những ngày khác trời sẽ chủ đạo là nắng, nhiệt độ se se với mức là từ 22 cho tới 24 độ. Đêm đến thì trời khá rét khi mà nhiệt độ hạ nhanh xuống chỉ còn là 17 độ. Thời tiết những ngày tới ở Quy Nhơn khá thích hợp để du lịch biển. Trời trong xanh, nắng sớm và càng về trưa thì càng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây là 35 đến 36 độ. Vùng biển gần bờ xã Nhơn Hải, Quy Nhơn tồn tại một bờ thành cổ chìm ở dưới biển. Di tích này nhô lên khỏi mặt nước mỗi tháng vài lần khi mà thủy triều rút sâu. Hiện bờ thành này vẫn là một bí ẩn nên thu hút du khách gần xa đến đây để khám phá. Tại thủ đô Hà Nội thì khả năng còn mưa hết tuần này. Và sang đến tuần sau thì trời sẽ chuyển nắng nhiều, nhiệt độ có xu hướng tăng lên là 34 đến 35 độ. Tối và đêm thì trời sẽ dịu mát, nhiệt độ khoảng là 27 đến 28 độ. Từ ngày mai cho đến cuối tuần này thì ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ hội sông nước. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội thì sẽ có rất nhiều các hoạt động như là đua thuyền, trình diễn dù lượn, rất là hấp dẫn. Thêm vào đó thì thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày tới khá ủng hộ cho lễ hội. Ban ngày thì trời sẽ chủ đạo là nắng không mưa, duy trì khá oi nóng vào khoảng trưa và đầu giờ chiều khi mà nhiệt độ tăng lên là 33 đến 34 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số điểm du lịch khác trên cả nước.